Xin chào các bạn của kênh Cam Linh và cuộc sống tình yêu nữa. Không, quên lộn. Cam Linh tình yêu và cuộc sống. Nghe thấy là lạ. Xin chào. Thì hôm nay hai chị em là lên cái kênh của Cam Linh tình yêu và cuộc sống. Nhưng mà trước tiên là các bạn có thấy cái gì lạ lạ không? Hai chị em có cái gì lạ lạ thế? Xuống nhất là thấy cái gì? Hai cái gì giống nhau không? Cái gì giống nhau? Hai cái áo màu hồng giống nhau. Là cái áo này là hai cái đều của má đã đang cho bà Tám và đang cho chị Cam Linh để mặc mùa lạnh. Màu hồng hết ha. Nhưng mà nãy mặc vô cái má vui lắm. Mà mỗi lần mặc cái áo này á, má vui lắm Thơ. Rồi cái nãy chọc má nói má con thấy áo Thơ đẹp hơn của con á. Con ganh tị rồi. Cái má nói, má cười mới nói sao? Không nhớ gì hết. Ông má nói là cái này là cuối cùng, cái áo cuối cùng. Rồi hết là cái gì đó cho lên hay sao á. Làm cái kiểu khác. Mà má tưởng mình nói thiệt không? Má cười quá trời. Rồi bây giờ đang đi đâu? Bây giờ hai chị em là đi lên Đức Mẹ Long Beach để mà cầu nguyện và có cái lễ ở trên đó. Mà vào mỗi tháng ngày 13, ngày hôm nay là ngày 13, là lúc 3 giờ chiều là có lễ mà Cam Thơ mỗi tháng. Không phải lễ mà là một cái buổi cầu nguyện. Nhưng mà có cha đến đúng không? Có. Thì mỗi lần như vậy á, là 13 tay làm Thơ live stream thì được ha, được coi. Buổi tháng 10 là bắt đầu đầu tiên. Tháng 11, tháng 12, lần này lần thứ 3 rồi. Mà lần trước chị Linh đi với Thơ đó. Mà chị Linh thấy mới đây tự nhiên nãy chạy qua chiều nay đi nữa. Ủa gì mới thiền tháng lộn mới mà mình một tháng nó qua nhanh thiệt ha. Thời gian qua nhanh quá. Ai là người lái xe chở hai đứa mình đi? Đúng rồi, thôi xịt thì thôi xịt không là nói một ra. Người bạn rất là tốt bụng và rất dễ thương đã giúp hai chị em chở đi. Rồi hai chị em mình á ngồi dày nói chuyện thì nhớ cái video mà nổi tiếng hầu như là hồng nhan bạc mặt đó. Biết sao đó, mỗi lần chị Linh đi chơi bên kia nhiều người bạn thân thì không nói gì. Bạn mà cũng mới gặp để cho đỡ mỏi tay nè. Đó sợ nó nè. Dòng á không khoan đợi xíu nha. Ủa sao nó không ai khoan đợi xíu nha để chỉnh lại. Sợ nó dòng ha. Okay, không sao. Có gì các bạn thông cảm. Tại vì ở trên xe nó dòng. Nó dằn. Dằn chút cũng xa. Nhưng mà quan trọng cái tiếng phải nói lớn lớn lên cho nó rõ. Tại xe tiếng xe nó hơi ồn. Rồi xong 1, 2, 3 tiếp tục. Thơ vui thì Hồng Nhan bạc phận hả? Chị Linh nó đi đâu nói trời ơi cái gì mà có cái cô gì mà chị em Cam Thơ mà Hồng Nhan bạc phận đó. Không biết có phải là em không. Trời ơi em đó chị. Nói trời ơi chị coi cái đó mà chị coi hoài chị thích ghê. Nói hai chị em nói chuyện vui quá. Thì lần này mình cũng lên xe mình nói chuyện. Thì hình như lần này lại thì lại nhớ cái video đó. Mà lúc đó hình như Thơ mới làm YouTube rồi Thơ. Không cũng làm cũng được mấy năm tháng đó, hả? Năm hả? Thôi thấy cái xong mày. Thôi nói tóm lại là mình á không có thời gian nhiều. Bây giờ mình vô đề. Đề tài ngày hôm nay cũng hơi đề tài luôn. Nóng hổi. Yeah. Đề tài đó là đề tài trả lời những tin nhắn và những comment, những bình luận của những fan bà Linh. Cô chú anh chị em fan bà Cam Linh. Bà Cam Linh. Cam Linh tình yêu và cuộc sống. Thì mình sẵn ở đây cho nên muốn làm một cái video để trả lời luôn. Tại thật sự xin lỗi là Linh rất là bận luôn. Cái trước tiên là Cam Linh muốn nói cái vấn đề mà trả lời
thì Linh rất là bận, cho nên Linh muốn là trả lời từng người lắm, nhưng mà không thể nào được, quá nhiều mà nội mình đọc không là mình đã mất hết mấy tiếng đồng hồ, mà đâu có khi nào mà rảnh mà ngồi mà để đọc mấy tiếng mờ, đúng không Thơ? Thì Thơ là còn nhiều hơn chị Linh gấp mấy chục lần mà Thơ biết. Thì chị Linh mới phải dùng cái video này để trả lời cho mọi người thì nó nhanh hơn. Cái thứ nhất là mình khi mà mình đọc á thì mình cũng rất là đọc kỹ và mình hiểu được cái tâm trạng của người đó góp ý mình như thế nào, và mình hiểu được sâu vô trong cái lòng của họ đang nghĩ gì và nói gì. Nhưng mà thật sự Linh không có trả lời được, Linh vẫn bấm tim, nhưng mà cái tim đó là không phải là đồng ý hoàn toàn, hiểu không? Mà cái tim là mình biết ơn đã có một cái suy nghĩ và quan tâm đến gia đình Cam đó, thì mình bấm tim, chứ không phải là mình nói à đúng rồi là mình bấm tim. Mình bấm tim hết tất cả các tin nhắn, cho dù có chửi mình, có một cái comment chửi mình là cái con này hả, có người làm hết rồi, nó có làm gì đâu mà khen nó này kia, mình cũng bấm tim. Nghĩa là tại sao? Tại sao mình bấm tim? Là mình nghĩ họ có quan tâm và họ ủng hộ và họ có xem và theo dõi, để họ lo lắng cho ba má họ mới nói đó, thì họ có ủng hộ gia đình Cam, cho nên mình bấm tim là nghĩa là mình trả lời lại và mình cảm ơn lại, chứ không phải là hoàn toàn cái trái tim đó là hoàn toàn người đã nói đúng. À vậy là hiểu trái không? Tim đó là trái tim rướm máu. Trái tim màu đỏ. Trái tim cái kia là trái tim vui vẻ. À vậy là Cam Linh có rất là nhiều trái tim. Có trái tim ngục tù không? Không. Không rồi. Tại vì trái tim rướm máu và trái tim có một trời, có trái tim mà nó có cái hình mà mũi tên mà đâm xuyên qua nữa. Đó là trái tim gì thì mình không biết. Tim đó là không có tốt. Tim đó là evil. Đau khổ. Là trái tim bất khổ, à, đau khổ. Không. Linh á, qua bên này là ở nhà thơ không, mà bao nhiêu thời gian lúc trước á, là bây giờ là nói tới cái chuyện mà ở nhà thơ, là lúc ba má ở nhà thơ á ha, thì ba là mới qua hồi tháng 9, chị Linh qua thì tháng 10, nghĩa là ba qua chỉ có một tháng thôi. Nhưng mà trước đó là má là ở với thơ năm 2017. Ok, 2017 bây giờ tính tới bây giờ là bao nhiêu? 4 năm. Thì má là ở với thơ thì thơ cũng lo rất là nhiều, nhưng mà thật sự thơ không, lúc đó thơ cũng chưa làm YouTube. Khi thơ làm YouTuber thì thơ cũng bận rộn, nhưng mà thơ lo thì thơ không có post lên, mà thơ cũng người ta thấy ở trên YouTube thì thấy thơ là ca sĩ, thơ hát họ, thơ chơi bạn bè, nhiều người yêu mến, thì nhiều người không hiểu thì họ có thể là họ ganh tị, hoặc họ có thể họ chưa có hiểu thơ, họ nghĩ đánh giá sai về mình, thì cái đó mình thơ thì cũng sẽ buồn 5 phút, đúng không? Thơ cũng buồn khi mà người ta chửi mình sai. Mình có Chúa, mình nói chỉ có Chúa thấy là được rồi. Linh rất là phục thơ ở cái chỗ là thơ rất rất là nhiều yêu mến người, yêu mến thơ. Là tại sao? Trước mắt á, là mình là thơ là cái người là yêu mến nhiều người, có tấm lòng rất là bao la quảng đại cho những người nghèo, người không quen cũng là yêu thương họ. Đừng đưa em lên cục điện. Không phải đang nói là Linh ơi. Không, đang nói là tại sao mà thơ có cái số lượng đông yêu thương thơ vậy? Không phải dễ thơ. Mặc dù á họ nhiều người, thí dụ ca sĩ hát hay, họ có triệu view, triệu người subscribe, không phẳng hẳn là họ thương, mà họ chỉ là thích cái giọng hát đó, họ đăng ký kênh và họ subscribe, họ coi cả triệu người, họ coi một cái bài hát. Nhưng mà cái này là của thơ, là YouTube của thơ là bà Tám, nghĩa là cái thơ có sao thơ nói vậy, trong cái lòng của thơ nói là hết, thì cái lòng của thơ là tốt thì thơ mới yêu thương mọi người, thì mọi người mới yêu thương lại, chứ không ai khùng điên tự nhiên yêu thương thơ hết á. Thơ hiểu không? Cái gì nó cũng có qua có lại. Thì mình nói á, là cái đó là rõ ràng, cái thời gian mình sẽ trả lời hết. Thì tất cả cái những người mà nói này nói kia không đúng hay là không sai hoặc đúng gì, thì về mình, về thơ, về gia đình mình, thì mình cũng nghĩ là họ sẽ cho họ một thời gian, họ sẽ thấy câu trả lời khi mà họ đã nói sai về mình.
thì cũng mình cũng không sao, tại vì mình chỉ biết là Chúa thấy là đủ rồi, phải không? Mình làm mình không có bị mình không có thấy cái lương tâm lương tâm mình không có rất là đủ rồi, căng rứt gì đó, thì nói chung mình không rứt là được rồi. Nhưng mà nhiều người á, họ bị làm sai nhưng mà họ cũng không bị lương tâm căng rứt, là tại sao họ không thấy ra được đó. Thì mình cũng nhiều cái mình, nếu mà mình có sai cái gì á, mình cũng ai mà nói cho mình là mình sẽ biết ơn người đó rất nhiều để mình sửa đổi, để mình không có tội với Chúa, phải không? Thì cái chuyện còn có nhiều người nói á, là thơ là không có lo cho ba má đi chơi hoài, cho nên là ba má mới ra ở riêng. Thì bây giờ quay tới cái chuyện ở riêng của ba má, thì đó giờ thì cũng nhiều dư luận, thì khán giả nói cũng rất là nhiều ý kiến, thì mỗi người có một cái suy nghĩ của họ. Mình không có, mình biết ơn là cũng nói ra cái suy nghĩ để cho mình rút kinh nghiệm. Nhưng mà cái thật sự trong gia đình á, là tại sao ba má ở riêng là như vậy. Hồi cái đó mình đã nói hết trong không trong chưa có nói rồi, lên chưa có nói đâu. Nhưng mà có nhiều cái comment sau này nữa nó phát sinh ra những cái suy nghĩ. Chắc mà không coi mấy nói vậy. Thì đâu phải là ai cũng coi một cái video của mình nói gì, nói hoài cũng mệt, không nói một lần thôi không chứ nói hoài cũng mất công. Thì nói chung á là cái bây giờ đi, mình đặt mình là ba má hả, thì mai mốt mình hai đứa con mình nó lớn, mình có muốn ở với nó không, hay là mình muốn hai vợ chồng Thơ với Quang ở một cái nhà riêng mà nó có chồng có con sùm rồi có cuộc sống của nó, rồi mình Thơ có muốn ở với nó không, rồi Thơ hiểu không? Thì ai cũng vậy, cũng có một muốn có một cái gì riêng tư của mình. Thì ba má thì cũng như vậy. Mà Thơ biết cái lý do gì tại sao ba về Việt Nam mấy năm mà ba không quay lại không? Là tại vì mà ba má thì hay về lắm, tại vì ba má có cái nhà ở Việt Nam thì ba má hay về bên đó ở, thì ba má cũng rất là bình an thoải mái, tại vì nhà của mình mà đó. Mà qua Mỹ thì lại không có thoải mái lắm, là tại vì ở nhà con cái. Mà ở nhà con cái thì một thời gian dài là ở với chị Ly đầu tiên, là tại chị Ly là người bảo lãnh ba má. Thì ba má, khi mà má với ba đi ra khỏi nhà chị Ly á, thì cũng là một cái hoàn cảnh, là lý do là ba má phải, Thơ biết không, nó dài dòng, nhưng mà nói chung á, là ở nhà ở với chị Ly là dĩ nhiên phải ở rồi, hiểu không? Thì một thời gian là tại chị Ly bảo lãnh qua, chị Ly lo hết. Khi mà ba má ra, ba má cũng nhắc hoài, nói tội Ly, nó thương, nó lo cho ba má dữ lắm đó. Thơ hiểu không? Thì gì lắm dù gì không dạy thôi bỏ ra đi rồi. Thì á, thì quên nãy giờ nói căng thẳng mà không nhớ. Nó tôi nhìn tôi nói ủa, tôi nói ủa cái cọc cục gì trên này. Rồi tiếp, chị Ly á là bảo lãnh hết tất cả anh chị em, là tất cả 8 người là tất cả là đều chị Ly bảo lãnh và ba má luôn. Thì em là em nghĩ là chị Ly, anh Phúc và tất cả các chị em là đều coi được cái video này, thì cũng rất là biết ơn chị Ly, là nhờ có chị Ly thì tụi mình mới qua bên Mỹ được thôi ha. Thì nói chung là khi mà ba má ra thì ba má tâm sự với chị Linh nha, còn với những người khác chị Linh không biết. Ba má cứ thương chị Ly lắm, nói là tại lúc một thời gian á, ba nói hả, ba má đòi đi qua San Jose ở một mình luôn á, mà không có ai ở chỗ, không có con cái nào ở bên San Jose. Mà từ đầu á là ba má qua chị Ly bảo lãnh là ba má ở San Jose, tại vì gia đình chị Ly ở San Jose. Thì khi mà chị Ly, chồng chị Ly đổi công việc làm qua Virginia, thì chị Ly phải mua qua Virginia để đi theo gia đình chồng của chị Ly. Thì ba má ở thời gian thì chồng vợ chồng cũng lục đục vậy đó, cũng vì là chị Ly lo cho ba má quá đó, thì chồng cũng ghen ganh rồi cũng xích mích hai vợ chồng. Thì ba má mới cảm thấy như vậy, ba má cảm thấy là mình làm phiền con quá mà tội con quá, cho nên ba má nhiều lý do, thì ba má mới nói là thôi tôi với bà, coi như ba là với má quyết định là đi qua lại San Jose, mà đi một mình luôn. Chị Ly khóc quá trời khóc luôn, năn nỉ cỡ nào coi như là khóc, nhưng mà đủ thứ đó mà chị
ba má vẫn đi qua San Jose, mà ba má đang bệnh luôn đó. Qua San Jose ba má, má bệnh cái này, ba bệnh kia, ba bệnh thì má lo, má bệnh thì ba lo, mà hai vợ chồng già vậy đó, mướn một cái phòng. Mà lúc đó còn trẻ chứ. Lúc đó còn trẻ nào? Đúng rồi, là trẻ còn sức khỏe để lo cho nhau. Đó, thì khi mà ba má thấy như vậy, cho nên ba má quyết định ra ngoài ở. Rồi sau đó thì qua nhà Thi, North Carolina ở cũng thời gian rất là dài. Thì con Thi nó cũng, trời ơi, lúc mà ba má ra khỏi nhà Thi, ba má cũng khóc dữ lắm, cũng buồn lắm má. Má buồn lắm, má má nhớ hai đứa nhỏ cũng Thi, rồi má nhớ Thi, rồi nhớ cháu. Dạ, má nhớ đủ thứ, má 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 thương lắm. Là được ở đứa nào thì má cần đứa đó thì má thương lắm. Giống như bây giờ má cũng chỉ tâm sự với chị Linh, bữa giờ má nói trời ơi, mỗi lần mà say sinh tố để cho mà, tại vì má say á là má uống, cho nên má say cho Thơ uống luôn, không chứ không phải là má là say cho Thơ. Thơ này nó tình cảm, khóc hoài, khóc là chị Linh, khóc là chị Linh khỏi nói luôn á. Thì má thấy mỗi ngày má say sinh tố là má lại nhớ Thơ, má nói phải chi á, mỗi sáng nó qua nó uống phụ, má nói vậy á. Mà má cũng khi bây giờ là má ra khỏi nhà Thơ, má cũng rất là nhớ Thơ. Bởi vậy á, mà ba thì ba mới qua ở có nhiêu 2 tháng là mình mới dọn, phải không? Thì ba là rồi khoan, từ nhà Thi á mà ba má ở cũng lâu lắm. Thì khi mà đi qua Virginia thì có 5 chị em lớn nhất á là ở Virginia. Thì anh Phúc thì không có dành ở ba má rồi, tại vì anh Phúc có vợ rồi, có con nhỏ rồi, cũng không có điều kiện để cho ba má ở để mà lo. Cho nên là chị ai cũng dành ở với ba má hết, có tất cả là chị Ly, chị My, Linh rồi đến Thanh, là 4 người đó, 4 người chị của Thơ đó, ở vợ sinh nhà đó, là đều dành ở với ba má. Thì cũng dành rồi cũng nói qua nói lại, thì nói dành chung có quánh lộn không? Không có quánh, là tại vì ở xa nhau lắm, ở cũng nửa tiếng mới chạy tới nhà. Thì dành cuối cùng thì ba má mới nói thôi bây giờ ba má ở mỗi đứa một thời gian. Thì ba má ở với chị Linh trước, xong rồi Yên Thắm cái chạy qua Thanh, Thanh xong rồi Yên Thắm chạy qua chị My. Thì chạy qua chị My là lúc đó là cái chị Ly, thì tại vì hôm qua là tại vì chị Ly, cái nhà của chị Ly ấy, nó có cái cầu thang cao quá, không có qua được. Cuối cùng là từ chị My là ba bắt đầu ba mới vượt cột về Việt Nam luôn. Thì tại vì ba nói là ở bên Mỹ này lạnh quá, mà ba không có đi ra ngoài gặp người Việt Nam, không có ai Việt Nam, ba buồn á. Rồi cái ba nói tôi với bà là phải đi về Việt Nam, tại vì Việt Nam á là tôi với bà có quốc tịch luôn, quốc tịch Mỹ, quốc tịch Việt Nam gì có hết. Tôi với bà đi về ở cái nhà của mình, tại vì cái nhà của mình dù sao nó cũng hơn. Còn ở nhà chị My thì cũng là nhà của chị My, hiểu không? Cho nên mặc dù là con cái là lo dữ lắm, nhưng mà ba má cũng không có thích. Thì cái đó là cái mà mình nói ở đây. Mà dù cho ba má ở đây, chị Linh cũng nói như vậy, ba má thì cũng khi mà đi ra khỏi nhà của ai thì ba má cũng rất là thương người đó, tại vì tất cả đều lo hết cái lòng của mình, tại vì trách nhiệm mà. Khi ba má ở nhà giống như Thơ cũng vậy, khi mà ba má ở nhà thì má ở nhà với Thơ cũng mấy năm trời, là lâu á, cũng lâu á, mà má là Thơ là lo cho má âm thầm, lo từ cái thuốc này cái kia, mà có cái gì tốt cái gì là cho má hết, mà lo cho má. Mà lúc cũng không có quay, nhưng mà những cái gì mà Thơ quay là những cái công việc của Thơ bên ngoài, thì người ta tưởng là Thơ không lo. Nhưng mà còn á, mà thấy Thơ không có nấu ăn nấu uống thì nghĩ là má là cái người ở trong nhà nấu, nhưng mà Thơ á là phải trả tiền cho cái chị Hương để mà chị Hương tới làm việc, phải không, nấu ăn. Nhưng mà không phải có người làm là mình giao hết cho người làm, mình phải là điều khiển. Thí dụ má điều khiển chị Hương bữa nay cho cả nhà ăn cái này ăn cái kia ăn nọ, thì chị Hương làm, thì nhưng mà má phải làm. Để tôi cũng nói má phải làm, giống như má phải suy nghĩ, má điều má hướng dẫn người giúp việc của mình, để mà má không có bị ngồi một chỗ mà má sẽ bệnh, tại vì má phải hoạt động như vậy má mới khỏe được đó. Thì má rất là vui vẻ khi mà má ở với Thơ. Mỗi lần chị Linh qua là ba mẹ con mình cười hoài thôi, cười
mà xin lỗi má, má té đái quần cho nên dạo này là phải để cho má phải mặc cái kia, phải không? Mà từ ngày mà bác qua là thật sự má tay tua, má căng thẳng, má không có coi như là má lo cho ba quá, mà thật sự lo cho ba là quá cực, phải không? Mà thơ cũng là tay tua đó, là thơ cũng là lo, nhưng mà lo cái kiểu khác, mỗi người lo một kiểu, phải không? Theo cái khả năng của mình đó. Nhưng mà dầu sao là thơ là cũng rất là hy sinh nhiều lắm, chị Linh biết là tại vì ba má là già rồi, thơ sau này là ba má già, còn khi mà ở với mấy chị em là ba má cũng còn trẻ, thơ hiểu không? Thì cái người đó là cực hơn. Nhưng mà mình không phải mình nói là cực hơn hay là cực thua, nhưng mà thật sự là mình không có tính toán, nhưng mà nhiều người họ không có hiểu được, họ mới chửi mình. Nhưng mà không sao, thơ hiểu không? Thời gian mà trời coi như sẽ trả lời hết. Nhưng mà Chúa thấy hết, mình không có cần ai thấy hết á. Nếu ai mà thấy được thương mình thì mình thương lại, mình cảm động những cái lòng họ thương mình. Còn người nào không hiểu thì thôi kệ, không sao, không? Thì thơ là cũng hay xúc động và cũng sensitive lắm, cho nên là nhiều khi ai mà nói sai hoặc là làm thơ oan ức, thơ cũng khóc. Nhưng mà thôi, không cần phải khóc, thôi hiểu không? Thơ là cũng là quen rồi đó. Chị Linh đó, không có quen, nhưng mà cái tánh chị Linh là vậy, cái gì cũng có Chúa hết, Chúa thấy hết và Chúa sắp đặt hết. Mà chị Linh tin rằng là thời gian là sẽ trả lời hết. Chị Linh không có cần đính chánh, không có cần chửi lại, không cần gây gỗ, thôi không? Cho nên là nhiều cái đó, chị Linh đã thấy rồi. Thời gian tự nhiên người ta quay lại với mình và người ta xin lỗi mình, mình không nhớ gì luôn hết thôi. Đó, cho nên là chị Linh không có cần phải đính chánh và không cần nói gì hết. Mình sống mà mình suy nghĩ là mình ráng coi người ta nói vậy có đúng không, mình sửa chữa. Còn không đúng thì thôi, còn mà đúng thì mình sửa chữa vậy thôi. Mình biết ơn họ, hiểu không? Thì cái suy nghĩ của họ thì mình không thể nào mà ngăn cản được, kệ họ không trong nhà, bởi vì nằm trong chăn mới biết chăn có rựng. Thì sẵn ở đây thì mình không phải là mình phanh phui chuyện gia đình, nhưng mà mình muốn trả lời cho tất cả cô chú anh chị em và các bạn biết là chính anh em á, ai cũng thương hết á. Anh Phúc không nói gì á, mà anh Phúc rất là thương, thương từ xa. Giống như thí dụ các chị cũng vậy, cứ gọi cho mình ba má sao, hỏi thăm thí dụ vậy là cũng đủ, là đủ giúp tinh thần. Còn nữa, trong chính anh em thì 8 người anh em thì coi như lúc mà Linh ở lại á nha, ở lại mà lo cho ba má đó, thì thật sự là có một số là không có hoan nghênh, không có ủng hộ, nhưng mà một số anh chị em là ủng hộ. Thì mình không biết là lý do, nhưng mà mình chỉ biết á là thơ là cái người là ủng hộ chị Linh và support cái tinh thần của chị Linh rất rất là nhiều luôn. Thơ biết không, mình không phải và cái tiền vật chất, ngay cả từ vật chất tới tinh thần là thơ là cái người support chị Linh là nhiều nhất. Chị Linh rất là biết ơn và yêu quý thơ. Nhưng mà đang nói vậy nè, tại vì vậy nè thơ, khi mà mình ở lại á thì cũng có người nói ra nói vô, thì nếu mà mình mà bị sao lãng một cái gì đó thì mình sẽ làm sai, thơ hiểu không? Nhưng mà thơ nè là ủng hộ, tại vì vậy nè thơ, thí dụ chị Linh ở lại nhiều cái chị Linh cực, nhưng mà thấy ai cũng yêu mến, ai cũng thương mình, mà cảm thấy được cái sự mà mình cực khổ vậy đó. Giống như thơ là thơ thấy được cái cực khổ chị Linh, thơ thương chị Linh là đủ rồi á. Chỉ cần thơ có một cái tấm lòng mà thơ đến với chị Linh mà chị Linh cảm nhận được á, là ai không thấy, không phải ai cũng thấy. Giống như thơ đi, thơ lo cho cha mẹ, cho má đi, mấy năm trời chị Linh thấy, nhưng mà không phải là ai cũng thấy thôi. Chị Linh không biết là những người khác có thấy hay không, chị Linh không biết, nhưng mà chị Linh là thấy, cho nên là nhiều người không thấy thì họ có thể là họ nghĩ sai, thì chờ thời gian thì sẽ trả lời hết. Có người người ta thương mình, cho dù người ta thấy, người ta không thấy, người ta cũng cố gắng người ta thấy. Còn nếu người ta không thương mình thì cho dù người ta thấy, người ta cũng thèm thấy nữa, cũng cố tình nói ngược lại thì cái để đó cho là chuyện thường tình thế thôi.
Cho nên là mình nói ra đây để cho hiểu là tất cả chính anh em đều lo. Thí dụ bây giờ đi, chị My, chị cũng lo, mà chị lo về cái lãnh vực của chị là tính tiền tính bạc, rồi lo cái nhà, lo cái cửa, mua cái nhà, mua cái cửa, rồi sửa nhà sửa cửa này kia, là chị cũng có trách nhiệm, chị cũng lo. Thì mình cũng hiểu chị My, chị cũng cực vậy. Mình cũng nói một tiếng à, chị My tự nghiệp, chị cũng bệnh hoạn tùm lum, chị cũng già rồi, 57 tuổi rồi, thì nhưng mà chị cũng lo cho ba má. Nhưng mà nhiều khi chị lại không có hiểu được lòng của mình. Ví dụ giờ chị My chỉ cực khổ lo cái gì đó ở bên kia, lo từ xa, hiểu không? Thì thơ không thấy, nhưng mà chị Linh lại thấy. Thì chị Linh cũng nói, tội nghiệp chị My. Nó nói, chị My, chị My qua thay cho em mấy tháng em về khám bệnh. Chị My chị nói, trời ơi, chị mắc khám bệnh, chị My bệnh dữ lắm, cho nên chị My phải khám bệnh. Thì mình nói chuyện mình mới hiểu được là chị My chị cũng bệnh hoạn, chị không thể nào qua được. Mỗi người lo một lĩnh vực, mình đừng có phán xét người khác là đủ rồi. Không ai giống như người ngoài hoặc là người trong nhà cũng vậy, đừng ai phán xét ai hết. Mình giúp được cái gì mình giúp, giống như chị Linh thấy Thơ giúp chị Linh nhiều. Nhưng mà chị, nếu mà không có Thơ làm sao chị Linh có cái xe mà chở ba má đi khám bệnh, đi mua đồ mua đạc cho má. Rồi nhiều người nói chị Linh có người làm rồi, chị Linh nó có làm gì đâu. Trời ơi, không làm hả? Trời ơi, ba đòi cái áo, ba đòi cái quần. Rồi quần áo thật sự không phải là đòi, mà là ba mập lên, quần áo ba chật hết, mình phải đi mua. Mà đi mua đâu phải một lần là vừa, Thơ hiểu không? Mua về, trời ơi, buổi tối đó mua về cái quần ba mặc vừa, cái bụng mừng muốn chết. Xong sau đó ba đòi cắt cái lai lên liền. Chị Linh chạy bộ to qua bên nhà, bên vòng vòng hàng xóm Thơ để đi sửa. Mà nó lạnh, cái mình chạy thay, mình lạnh lắm. Nhưng mà mình, người ta không ở nhà, mình phải chạy về. Thì chạy về xong cái mình mới, má với mình nói thôi con với má làm luôn. Cái là mình lo, mình cắt đo xong rồi mình lên like. Cái hai chị Linh với má đó lên like mà hai người đều không thấy rõ, tối mà kim nhỏ xíu nè, hai mẹ con cười hoài luôn, mà vừa xỏ kim không được, mà còn vừa cười nữa. Trời ơi, cười ngắt nghẽo luôn. Là tại sao hai má nói hai bà mù mà làm việc với nhau, cười quá trời luôn. Thì mà thật sự ai nói gì nói, chị Linh á biết Thơ là rất là thương chị Linh, Thơ là thương chị Linh nhất, cho nên chị Linh cũng rất là thương Thơ, mà thương Thơ nhất luôn. Okay. Không phải là có Thơ ngồi đây chị Linh nói chị Linh thương Thơ, thật sự là rõ ràng là chị Linh cũng thương Thơ nhất. Nhưng mà trong tất cả chính anh em chị Linh ai cũng thương hết á. Đó, mà bây giờ mọi người sắp sửa qua đây thì Diêu nhìn thì mình cũng soạn sửa đồ đạc hết cho mọi người để đầy đủ, thì mọi người qua có mền, có gối, có chỗ để mà nằm. Rồi Thơ cũng là một phần giúp rất là nhiều đó, mà Thơ không có nói thôi. Đó, tất cả là đồ đạc Thơ nó khiêng hết qua nhà để mà cho anh chị em ở. Nói chung là chuẩn bị tháng 12 này là vui nha. Thơ lên YouTube cho mọi người coi. Chưa nha. Chưa có nói được cái gì hết là tới nơi rồi. Bây giờ đợi đi, đợi mình livestream cái chương trình này xong rồi mình lên xe mình đi về mình nói tiếp. Cái clip này chắc cũng 3 tiếng á. Tại tết chưa có nói. Bây giờ để cho chị Linh nói không? Nói không, mình nói không ngưng. Rồi thôi. Nói hay quá, cho nhường cho chị Linh nói hết, lát nữa tới lượt bà Tám không? Trời ơi, tôi nãy giờ tôi cũng mắc nói dữ lắm. Chưa được nói tiếng nào tới nơi rồi. Mắc mà mắc nói. Tám mà phải nói chứ. Rồi thôi mình bye bye đây đi. Bài hả? Cảm rồi chút nữa đi về nói clip mới clip khác đi thôi. Cái này cho xong, cái này rồi. Đi dài quá. Vậy có gì rồi. Clip đã quá dài. Bà Tám chưa nói câu nào mà clip đã quá dài. Thì hẹn clip sau bà Tám nói nhiều hơn. Cảm ơn rất là nhiều fan của Cam Thơ đã ủng hộ Cam Linh. Thật sự tất cả những fan trên YouTube ủng hộ Cam Linh là toàn là fan của bà Tám. Cảm đó ơn rồi. Rất là nhiều, cảm có ơn sâu sắc. Linh nữa mà. Không có. Bạn của chị Linh toàn là từ Thơ không á. Thơ là rồi, cảm ơn rồi. Rất là nhiều. Bye bye, bye, bye. Gặp lại vào clip lại. Sau bà Tám sẽ nói chuyện rất là nhiều. Yeah. Bữa nay bà Tám bị tắt đài, không nói được con nào hết trơn. Cảm ơn. Bye bye. Rồi bye. Con nay thuộc về ngài, lạy Chúa. Từ nay con thuộc về ngài, con không mơ huyền thoại.
vì đời con cái đang hoài. Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc phụ hoài, để không lo lắng buồn mà, để tình cha yêu thương chiến miên. Đây là trái tim con, và đây muôn khát vọng, đây khao khát yêu thương, và đây tâm hồn thao thức dâng về Chúa trên cao, để hòa tan trong muôn tình thương, để bừng lên tràn lan muôn.